Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, ngược dòng thời gian cách đây trên 25 thế kỷ, bên Trung Ấn Độ tại thành Ca Tỳ La Vệ có vị thái tử tên là Sĩ Đạt Ta, con của vua Tịnh Phạn Dương và Ma Gia Hoàng Hậu. Sau khi vào bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết của nhân loại chúng sanh, Ngài liền bỏ phú hộ tứ hải, ngôi cao duyên thấm, phế chức trọng quyền cao, lìa cha già vợ đẹp con cưng, quên hết cuộc đời dương dị, để dấn thân vào rừng sâu núi thẳm. Trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm ngồi tu hành, và 49 ngày ngồi đại định dưới cội bồ đề, Ngài đã hoàn toàn chứng đắc đạo quả. Và khi Ngài còn trụ ở cội thế gian, một ngày kia Phật diễn du qua hướng Nam cùng 28.000 vị đệ tử. Khi đi ngang qua một đống xương cao như ngọn núi, Đức Phật liền quỳ xuống lại đống xương rồi rơi lệ đầm đìa. Thấy thế, A Nan bèn quỳ xuống bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là cha lành trong thiên hạ, ai ai cũng đều kính trọng. Sao Ngài lại đóng xương mà khóc là ý nghĩa chi? Đức Phật phán rằng: Này A Nan, ta lại đóng xương là vì ông bà cha mẹ ta có ở trong đó. Còn ta khóc là vì nhớ đến tiền kiếp trước của ta. Vợ con ta cũng có ở trong đó, nên ta mũi lòng rơi lệ. Vậy A Nan, ngươi hãy lựa ra đàn ông để theo đàn ông, đàn bà để theo đàn bà, cho khỏi lộn xộn với nhau. A Nan lựa hoài mà không biết xương nào của đàn ông, xương nào của đàn bà, nên bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hồi còn sanh tiền, con biết người nào là đàn ông, người nào là đàn bà. Khi chết rồi, con không thể phân biệt được. Vậy nhờ Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Phật dạy rằng: Này A Nan, nếu là đàn ông xương trắng mà nặng, còn đàn bà xương đen mà nhẹ. Và vì sao ngươi có biết xương đàn bà đen nhẹ hay không? Bởi vì đàn bà sanh đẻ nhiều lần và máu hòa làm sữa để nuôi con, cho nên xương đàn bà đen và nhẹ hơn của đàn ông. Đạo ban đồ đành rành mắt thấy nỗi xương khô bỏ Đức A Nan trong lòng ai
chồng. Ngày nay Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời cũng khuyên tín đồ phải vẹn tròn câu hiếu thảo, bởi vì thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa chi tiên, nghĩa là muôn vạn quyển kinh của Phật thánh tiên đều dạy chữ hiếu nghĩa làm đầu và câu thiên địa tứ thời xuân tại thụ, nhân sanh bất hạnh hiếu chi tiên. Trời đất có bốn mùa, mùa xuân đứng trước, con người có trăm hạnh, hạnh hiếu đứng đầu. Hôm nay mùa thu về, tiết thu lành lạnh, gió thu thổi hắt hiu, như thì thầm trao gửi cho nhau những kỷ niệm ân tình. Mùa thu về như nhắc nhở cho chúng ta mùa du lan báo hiếu đã đến, mùa mà những cánh hoa hồng tươi thắm đang nở trên áo của những ai may mắn còn cha còn mẹ, và những cánh hoa trắng nhạt đang nở trên áo của những ai bất hạnh sớm mất mẹ hiền. Nói đến tình mẹ là nói đến thứ tình thiêng liêng cao cả. Thứ tình ấy thật ra qua bàn tay triều mến, qua dòng sữa bổ dưỡng, qua giọng hát ngọt ngào. Nhân mùa du lan báo hiếu, hầu tô đậm những ân tình của người con hiếu thảo, nhắc nhở cho những ai vì công danh sự nghiệp mà lãng quên đi công ơn sanh dưỡng của cha mẹ, và thức tỉnh những người đang bất hiếu với cha mẹ, quên mất bổn phận làm con. Nhân dịp này chúng tôi xin nhắc lại 10 điều ơn của Đức Phật đã lưu truyền và Đức Thầy chỉ dạy. Nhân sanh hiếu nghĩa phải đền xong mới rõ Yeah.
Kính thưa quý vị, cây có cội, nước có nguồn, con người sở dĩ có thân là nhờ ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Vậy bổn phận làm con lúc nào cũng phải nhớ ơn cha mẹ để lo đền đáp cho tròn câu hiếu thảo. Thế nên hôm nay chúng tôi xin trình bày về 10 điều ơn của người con phải thọ nơi cha mẹ. Như trong sấm giảng, Đức Quỳnh Giáo Chủ có khuyên: Giảng mười ơn mới đào làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạn. Căn cứ theo đây, Đức Quỳnh Giáo Chủ khuyên rằng bổn phận làm con lúc cha mẹ còn sanh tiền phải lo đền đáp công ơn sanh dưỡng cho trọn vẹn. Kính thưa quý vị, như người có bệnh lo tính từ ngày giữ gìn kỹ lưỡng, không dám đi mau động mạnh, dường như đeo thêm túi nặng vào người trông thật là khó nhọc. Thưa quý vị, đây là cái ơn đầu tiên mà ta đã thọ ơn của mẹ. Có cái khổ nào bằng khi mang hài nhi vào dạ? Lúc xuân thời thì thân hình trang điểm, áo quần lè lẹt, ăn uống tự do, đứng ngồi mau lẹ, nhưng giờ đây chẳng dám điểm trang, thân hình tiều tị, tinh thần suy kém, và mang vào tư tưởng hai nỗi âu lo. Một là giáo thai, nghĩa là chưa gặp con mà đã dạy con bằng cách khi muốn ăn trái cây nhưng trái kia bị hẹo vết thì chẳng dám ăn vì sợ sanh con ra không được vuông tròn. Hai là dưỡng thai, nghĩa là chẳng dám giới cao đi mau động mạnh, cho nên trong kinh Thập Ngoại có câu: ơn phụ mẫu sanh con quá khổ, mẹ ngủ không
Dạ cứ mang lật đật dằm đâu, nhắc chừng đầu lửa thâm bâu, chẳng như đơn ruột đau từng đoàn. Nếu nói đây không phải là ơn, thử hỏi ta dám mang cục đá nặng 3-4 kg vào người suốt 10 tháng trường, ta có chịu nổi không? Sách vật chi nặng ta có thể đậu tay hay để xuống đất nghỉ, mà mẹ đã mang hài nhi suốt 10 tháng trường, ôi chỉ có tình mẫu tử mới được như thế thôi. Sanh đẻ chịu khổ, đến ngày khai qua nợ nhị, bà mẹ phải chịu muôn phần đau đớn, mạng sống bấp bênh như đèn treo trước gió. Nếu đứa trẻ kia là tiền ân với cha mẹ thì nó xuôi tay thẳng chân mà ra, trái lại nếu nó là đứa nghịch thù thì lúc còn trong bào thai đã cử động chân tay, chàng níu gan ruột chòi đạp vào thân khiến người mẹ phải đau nhói cả tâm can, lại thêm tinh huyết tuôn dầm, ôi tình cảnh như thế này ai trông vào mà chẳng xót dạ thương tâm. 10 tháng cưu mang đã qua, thấm thoát đến ngày khai nợ, đến ơn này lại càng đau đớn gấp bội. Cha thì đau khổ về tinh thần, lo cho mẹ được tròn, con được vuông. Nếu đứa trẻ chậm ra thì gian dái tưng bừng, còn mẹ thì đau đớn về thể xác. Khi con trong bào thai cử động chằng níu thì đau nhói cả tâm can. Có cái đau nào bằng cái đau khi hài nhi sắp ra khỏi lòng mẹ, lại thêm tinh huyết tuôn dầm. Có người sanh con ra rồi lại ngất xỉu, lại điên cuồng, có khi phải bỏ mạng, thật là vì con mà phải hy sinh. Cho nên trong kinh Thập Ngoại có đoạn: vì sanh đẻ mẹ đã xuất hàng, tàn loạn lo sanh tử sổ thời cha dây tưng bừng, bằng tri quân phổ giàu bay từng.
bởi vì con thịt nát da vàng. Trên thời nồi nước chung thăng, nơi phía dưới lửa dây hừng hực. Dạ câu đêm nằm nghỉ lại mà thương, mau mẹ mình mẹ dinh giường tâm nỡ hôi. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà là sanh tử vong ưu, nghĩa là sanh được con mà mừng quên đi lo sầu. Trải một lúc kinh tâm đau đớn, bà mẹ sanh được đứa con ra, trông thấy nó đầy đặn vuông tròn thì vui mừng không xiết kể, mà quên đi tất cả những sự lo buồn. Có người sanh con chậm ra lại bảo rằng thật là đứa cứng đầu, là đứa ngỗ nghịch, sanh ra rồi cho người khác, nhưng làm sao cho mà đành khi mẹ được tròn con được vuông. Và nghe tiếng khóc tu qua, mặc dù còn nằm trên giường yếu ớt như cua mới lột, nhưng vẫn vui mừng hân hoan như ai tặng cho vàng bạc không bằng. Quên đi 10 tháng cưu mang, quên đi lao khổ nhọc nhằn. Đến ơn thứ tư là
yến khổ thổ cam, nghĩa là uống đắng nhổ ngọt. Lòng mẹ thương con vô hạn, không lận tiếc món gì. Mẹ có thể ăn đắng, nuốt cay, nhịn miếng ngọt bùi để nuôi con cho được đầy đủ. Dầu có thèm khát cũng cam tâm. Bình thường ăn những món cao lương mỹ vị, giờ đây lại là chẳng dám ăn ngon. Nhịn những đồ ngon béo mà ăn những thứ chua cay đắng chát, và nhổ cho con bầu sữa ngọt ngào. Nghĩa là nhường chỗ khô nằm chỗ ướt. Trong lúc đêm hôm tăm tối, mẹ đang ngon giấc, bỗng đứa con phóng quế trên giường, thì mẹ dặn an nhiên nằm chỗ ướt, nhường chỗ khô cho con. Gặp lúc mùa đông giá rét, mẹ lo đùm bọc đắp phủ cho con được ấm áp. Còn riêng phần mẹ, dầu có lạnh lẽo cũng yên lòng. Lúc còn trẻ thì ăn no ngủ kỹ, giờ đây chẳng dám ăn no. Năm cân ngủ không an giấc, nếu con có bệnh hoạn phóng quế trên giường, cha cầm đèn mẹ lại giặt dơ. Có đêm mưa gió lạnh lẽo, chỉ lo cho con được ấm áp. Còn mẹ chịu giá buốt suốt canh trường, cũng an lòng khi thấy con được an giấc. Đúng với câu không mẹ trời giặt rửa liền tay, thương con trẻ bao đài khai vui, mới ăn giấc sổ ra tối bụi. Cha mẹ lại rửa chung. Với điều này, khi cha mẹ về già có ốm đau, ta gắng thức khuya dậy sớm để lo thuốc thang cho cha mẹ. Chớ có người khi cha mẹ đau yếu, kêu con thức khuya thì than buồn ngủ, kiếm thuốc thì than đường xa. Nhưng khi hẹn với bạn bè thì có xá chi là đường xa đêm khuya. Thật là vì tình ái mà chúng ta phải trở thành người bất hiếu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhũ bộ dưỡng dục, nghĩa là bú mớm và nuôi nấng. Sanh đứa con ra, bà mẹ lo từ miếng ăn thức uống cho mình, cốt là để có sữa cho con bú. Còn cha thì làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi con cho đến lúc trưởng thành. Sanh con ra, tạo cho con bầu sữa ngọt ngào, lo cuộc sống cho con, nuôi nấng cho con được nên người. Vì con mà phải hao sức tổn lực, ta thử để ly sữa một hồi, thấy có lằn máu nằm ngang đúng với câu: máu hòa làm sữa nuôi dài hài nhi. Và câu: nghĩa là sửa trái mọi điều dơ bẩn. Cha mẹ chẳng nài sự thúi hôi dơ dáy, nào quần áo chiếu chăn, nào những khi đứa con tiểu tiện, cha mẹ đều giặt rửa không kể ngày đêm. Ôi, với điều này, khi cha mẹ già yếu, biết người con có nuôi lại được như vậy chăng? Không con góp ghê đồ dơ bẩn, giờ lại là giặt sửa mọi thứ dơ của con, quản chi là đêm hôm tâm tối. Khi về già sức đã kém, lực đã tàn, phải nương nhờ nơi con cháu, lại là con cháu chẳng chịu dưỡng nuôi. Giặt sửa áo quần chê đồ dơ bẩn, hoặc khi nuôi mà còn dùng những lời bất nhã đắng cay nguyền rủa cha mẹ. Già rồi không còn làm gì được, sao không chết phức sống hoài làm chi? Hoặc nuôi mà còn so bì, tôi nuôi mà anh chị không nuôi. Hoặc nuôi lại còn kể công, tôi nuôi cha mẹ tôi 6-7 tháng rồi đó. Ôi, trong gia đình một người mẹ nuôi 5-6 người con tròn vẹn, mà 5-6 người con nuôi cha mẹ không nổi. Mẹ nuôi con người con.
ất niệm, nghĩa là con đi xa thì cha mẹ nhớ tưởng. Khi con đi vắng, cha mẹ ngày đêm canh cánh ngóng trông. Con ở chỗ nào, tư tưởng của cha mẹ nương theo chỗ đó. Sự nhớ nhung ấy không bao giờ phai lạc, mà lại càng ngày khắc sâu thêm nữa. Con đi vắng, cha mẹ ngóng trông, đã hẹn với cha mẹ ngày về, nhưng khi chưa thấy con về, thì cha mẹ ngóng trông mãi, lo cho con không biết có chuyện gì xảy ra, lại bôn ba chỗ này chỗ kia để tìm kiếm con. Ngày nay, chúng ta muốn đền ơn này, khi cha mẹ có đi đâu vắng, tư tưởng ta luôn nghĩ, khi đi có ai dìu dắt, nâng đỡ cho cha mẹ không? Ai đắp lạnh quạt nồng trong lúc đêm hôm lạnh lẽo? Khi ốm đau, ai lo thuốc thang? Đó là ta đã đền ơn cho cha mẹ một phần trong muôn một mà ta đã thọ nhận. Đã sanh được đứa con ra, cha mẹ không thể nào ngồi yên để nhìn con chịu đói khát rách rưới. Nhưng gặp cảnh giàu sang thì chẳng nói làm chi, nếu chẳng may gia cảnh nghèo khổ thì cha mẹ vì muốn bảo dưỡng đứa con mà nhiều khi tạo ra ác nghiệp hoặc phạm tội đạo tặc, tham lam sát sanh chẳng hạn, để rồi chịu lấy quả khổ sau này. Nghĩa là cha mẹ thương con không có cái thương nào bằng. Tình thương của cha mẹ đối với con thật là vô lượng vô biên. Gần con thì lo nuôi dưỡng dạy bảo, xa con lại thương nhớ ngóng trông. Nếu chẳng may có đứa con nào tật nguyền xấu xí, cha mẹ lại càng thương xót vô cùng. Cha mẹ đã 80 tuổi vẫn còn để tâm lo cho đứa con 60 tuổi. Kính thưa quý vị, 10 điều ơn vừa kể qua sẽ thấy công lao của cha mẹ thật sánh tài non biển. Bổn phận làm con biết lấy chi
cho vừa, tục ngữ có câu: của cha mẹ không thể nào phai mờ trong tâm ta. Cho nên chúng ta đừng vì miếng mồi trung định hay vì sự nghiệp mơ hồ mà lãng quên đi bổn phận làm con lỗi đạo với cha mẹ. Bởi vì mẹ sống vừa văn minh vật chất cám dỗ con người, làm cho chúng ta sao lãng sự hiếu thảo, xem thường công ơn sanh dưỡng của cha mẹ, nhất là đối với nam nhi. Vì rượu chè, vì cờ bạc, vì ham công danh mến phú quý mà bất hiếu, vì chăm sóc vợ con mà chẳng đối đến sự nuôi dưỡng cha mẹ. Thế nên Đức Quỳnh giáo chủ than rằng: tham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Và Đức Phật ngài bảo rằng: ngô ngang hôm
vào quân